Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cụ export trong phần mềm Formit. Formit là một phần mềm giúp chúng ta thiết kế và phân tích các ý tưởng. Do vậy, khi chúng ta đã làm xong thì các bạn hoàn toàn có thể đưa các ý tưởng của chúng ta thành các file lưu trữ dưới các dạng định dạng. Thì đấy, trong Formit chúng ta có công cụ export nằm phía trên màn hình. Mình sẽ kích chuột vào đây. Ở đây các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là các bạn sẽ lưu trữ lên trang dữ liệu đám mây A360. Nó được liên kết trực tiếp với cái trang Autodesk của chúng ta, tài khoản Autodesk. Thì việc lưu trữ lên đây thì các bạn có thể là lấy nó bất cứ lúc nào, chỉ việc các bạn đăng nhập vào mạng và đăng nhập vào cái tài khoản Autodesk mà thôi. Hai là các bạn có thể lựa chọn cái tính năng là export locally, tức là export vào trong file máy tính của chúng ta. Nghĩa là các bạn sẽ tải các định dạng đấy về trong file máy tính và cất giữ trong máy tính của mình. Thì ở đây chúng ta đều có các lựa chọn như là lưu thành các file OBJ hoặc STL. Thì đây là những cái file rất là phổ biến trong các phần mềm 3D. Ví dụ như là OBJ này nó sử dụng rất nhiều ở SketchUp hay là Banimax. STL là một định dạng có thể giúp các bạn là in ấn 3D, hoặc là các bạn lưu dưới dạng là bức ảnh image ở đây. Ngoài ra công cụ Export Locally còn cho phép các bạn lưu các file Formit về máy. Thì tùy vào cái nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể lưu trữ dưới các định dạng. Giả sử như mình sẽ lưu lên trang A360 các file của chúng ta dưới dạng định dạng OBJ. Mình sẽ kích vào đây. Lập tức phần mềm báo chúng ta đã import xong, export xong. Các bạn có thể kích vào đây và vào trang A360 để xem xét kết quả. Các bạn sẽ thấy rằng ngay lập tức cái phần mềm nó đã cho chúng ta một cái file zip. Và đây chính là cái file mà chúng ta lưu trữ trên trang A360 của mình. Làm tương tự thì các bạn cũng thể export các đối tượng vào trong cái máy tính hoặc là trên A360 tùy các bạn. Ví dụ ở đây, mình đã chuẩn bị một file sẵn là file đã nghiên cứu, phân tích về năng lượng. Thì mình cũng hoàn toàn có thể chọn vào export. Ở đây mình sẽ chọn là công cụ lưu vào máy tính với dạng bức ảnh. Mình sẽ kích vào As Image ở đây. Thì các bạn thấy rằng ngay lập tức phần mềm nó sẽ tải cho chúng ta một cái bức ảnh mà chúng ta có ở đây. Các bạn có thể mở nó lên. Thì các bạn có thể thấy đây chính là cái file ảnh mà chúng ta đã export ra được. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để các bạn có thể sử dụng phần mềm Formit một cách hiệu quả, tương tác và tạo lưu trữ các cái kết quả mà các bạn làm việc được trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.